Thịt heo bà con, bà con ta ai ai chắc cũng biết thịt heo, thịt gà, thịt vịt đều là bình thường. Thịt heo nó cũng bình thường, nhưng mà có những người không ăn được, mặc dù thịt heo nó rất là tốt, không ăn được, bởi vì ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Những người này vui lòng đừng ăn thịt heo để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, bà con nha, và căn bệnh của mình. Đó là người không ăn thịt heo là người thừa cân, béo phì, tim mạch, người bị sỏi thận, bệnh mỡ máu, gút, cao huyết áp, tai biến, nhồi máu cơ tim. Wow, bà con thấy nó cũng đâu có ấy không? Nó cũng nhiều người phải kiêng, nhiều người phải giảm, chứ không là nó không tốt cho sức khỏe của mình. Chứ cứ nói có thịt heo là ăn liền là cũng không đúng lắm đâu nè bà con. Nhưng những người này vui lòng đừng ăn thịt heo, là người thừa cân, béo phì, tim mạch, người bị sỏi thận, bệnh mỡ máu, gút, cao huyết áp, tai biến, nhồi máu cơ tim, vui lòng đừng ăn thịt heo nha bà con. Ăn thịt heo thì nó không tốt gì cho sức khỏe và căn bệnh của mình cả. Và ngoài ra thịt heo thì nó tốt cho sức khỏe, nó tốt cho da, tốt cho mắt, tốt cho hệ thần kinh, tốt cho xương, tốt cho khớp, hoạt động trí óc tốt, vận động cao tốt. Nhưng không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Nó tốt nhưng mà chúng ta ăn một ngày không quá 150 gram, ăn 6 ngày liền thì phải nghỉ một ngày. Nên ăn là thịt nạc, mỡ heo không ăn, da heo quay cũng không ăn. Da heo là mỡ heo, bì là mỡ đó bà con, đúng không bà con? Cho nên bà con vui lòng đừng ăn, vui lòng đừng ăn cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúng ta không nên ăn thịt heo, đó là những người thừa cân, béo phì, tim mạch, sỏi thận, bệnh mỡ máu, gút, cao huyết áp và tai biến, nhồi máu cơ tim. Vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho căn bệnh của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.